Chương Vũ Truyện Kiếm Hiệp mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 20 Quyết Thiếp Vong Hồn Ký, tác giả Trần Thanh Vân, diễn đọc Chương Vũ. Lã Hữu Tính bước cao bước thấp đi vào chỗ mấy nhà ở. Chỉ trong khoảnh khắc, trong thôn một bóng trắng chạy ra nhanh như chớp, thoáng cái đã đến nơi. Bóng trắng này là một chàng thiếu niên áo trắng, môi đỏ, răng trắng, tuấn nhã phi phạm. Gã mới khoảng 15-16 tuổi. Tam Đường vừa thấy mặt thiếu niên thì không khỏi động tâm. Dường như thiếu niên này chàng đã quen mặt. Bạch y thiếu niên nhanh nhẩu thi lễ rồi hỏi: "Phải chăng ông bạn đã theo Lã Phân Đà Chúa đến đây?" Tam Đường đáp lễ nói: "Chính thị tại hạ. Mời ông bạn đi theo tiểu đệ." Gã nói xong rồi đi trước dẫn đường. Tam Đường muốn hỏi họ tên của gã, nhưng lại nhớ ra là mình không thể thông danh được, nên không hỏi nữa, lặng lẽ đi theo gã. Chỉ trong khoảnh khắc hai người vào một nhà nông gia, bạch y thiếu niên dừng bước trước cửa thảo đường, đứng tránh sang bên rồi nói: "Mời ông bạn vào đi." Tam Đường nghiêm trang bước vào. Trong thảo đường, một lão già trạc 50 tuổi, ăn mặc theo kiểu nông phu, đứng dậy nghênh tiếp. Mặt lão rất là oai nghiêm. Tuy lão ăn mặc theo lối thôn quê mà không mất vẻ sang trọng. Đứng bên là cái bàn Phân Đà Chúa Lã Hữu Tính. Lão là ai không cần phải hỏi, chàng cũng biết rồi. Tam Đường cung kính xá dài và nói: "Tại hạ mạo muội đến đây bái kiến, xin chưởng môn tha thứ cho." Dân hán nhất ngạc, niềm nở lên tiếng đáp: "Lão phu ở nơi thôn giả quê mùa, tiểu hữu miễn trách, mời tiểu hữu ngồi." Chủ khách an tọa rồi, dân hán nhất ngạc lên tiếng hỏi: "Tiểu hữu có điều chi chiếu cố đến lão phu?" Giảng bối xin chưởng môn nhân vui lòng cho hai tin tức một vị tiền bối trong võ lâm. "À quên, lão phu chưa kịp hỏi tôn danh của tiểu hữu." Tâm Đường ra chiều bản lẻn, chàng không dám tiết lộ thân thế, ngập ngừng xưng danh: "Giảng bối tên gọi là Thi Thiên Đường." Dân hán nhất ngạc đột nhiên biến sắc rùng lên hỏi: "Thiền Tuyệt môn chủ ư?" Tâm Đường băn khoăn đáp: "Dạ phải." Bóng trắng thấp thoáng, thiếu niên áo trắng vừa rồi lại xuất hiện, trỏ tay vào mặt của Cam Đường và hỏi: "Ngươi là Thi Thiên Đường ư?" Diễn biến này khiến cho Cam Đường rất nghi hoặc, chàng đứng lên hỏi: "Tại hạ có điều chi xúc phạm?" Dân hán nhất ngạc trợn mắt nhìn bạch y thiếu niên rồi quát: "Lùi ra!" Bạch y thiếu niên hầm hầm trừng mắt nhìn Cam Đường một lần nữa rồi rút lui. Lã Hữu Tính nhăn tích cặp lông mày ra chịu băn khoăn nói: "Phàn chưởng môn, xin chưởng môn vì chút bạc diện của lương trưởng lão mà tiếp đãi thiếu hiệp." Dân hán nhất ngạc tự hồ cố nén cơn xúc động, hồi lâu vẻ mặt mới hòa quản lại nói: "Tiểu hữu muốn hỏi dò bản tòa về tin tức của ai vậy?" Tam Đường không hiểu tại sao, sau khi mình báo danh mà đối phương lại có phản ứng mãnh liệt. Chẳng lẽ phái Đồng Bách cùng phái Thiên Tuyệt đã có điều gì xích mích với nhau? Chàng tự nghĩ, từ khi len lỏi vào chốn giang hồ thì trừ Ngọc Điệp Bảo và Bách Độc Môn cùng mấy tên ma đầu ra, chàng chưa từng kết quán với bất cứ ai. Huống chi đối với phái này, chàng cũng chưa từng quen biết. Và đây là lần thứ nhất chàng mới gặp mặt của dân hán nhất ngạc. Chàng muốn vũ áo ra đi, nhưng nhớ tới cái mộng muốn vẹn tròn hiếu đạo, vì cần biết tin của mẫu thân nên chàng chẳng ngại khuất tất cho nên việc. Đồng thời chàng muốn phanh phui vụ bí mật này. Cam Đường ngẫm nghĩ một chút rồi không trả lời thẳng vào câu hỏi. Chàng ngần ngừ rồi hỏi lại: "Xin chưởng môn chỉ thị cho tại hạ có chỗ nào khuất khúc vậy?" Lúc này dân hán nhất ngạc đã bình tĩnh trở lại. Y liền tủm tỉm cười và đáp: "Bên trong chắc có nhiều chuyện hiểu lầm. Nhưng hiện nay tiểu hữu đến đây, tiểu hữu là khách, tạm thời chưa đề cập đến điều đó. Rồi cũng có một ngày phải nói đến, vậy chi bằng..." Dân hán nhất ngạc trả lời: "Đó là việc sau này. Bây giờ chúng ta trở lại chính đề. Tiểu hữu muốn biết tin tức ai vậy?" Âm một lão nhân. Dân hán nhất ngạc tái mặt đi, tỏ vẻ rất kích động rồi hỏi: "Tam một lão nhân ư?" "Đúng thế. Tiểu hữu tìm lão có chuyện chi?" "Để hỏi hành tung của một người khác." "Ai vậy?" "À,
Về điểm này xin tiền bối miễn cho khỏi trình bày. Tại sao thái độ của tiểu hữu không được rõ rệt vậy? Xin tiền bối rộng dung cho, sau này giảng bối sẽ đến thỉnh tội. Hiện giờ có chỗ khổ tâm chưa nói ra được. Dân Hán Nhất Ngạc trầm ngâm một lúc rồi hỏi: Tiểu hữu không còn có ý gì khác nữa ư? Không có. Thế thì bản tòa ưng chịu hết sức giúp. Giảng bối cảm kích vô cùng. Nhưng có được như nguyện hay không bản tòa chưa dám nói trước. Cam Đường ngạc nhiên hỏi: Tại sao vậy? Dân Hán Nhất Ngạc lên tiếng đáp: Lão ta là người hạt nội mây ngàn, hành tung vô định, và đã lâu nay từ tại Võ Lâm không lai vãng với một ai nữa. Cam Đường tưởng chừng như trái tim của mình chìm xuống. Chàng cho là chuyến đi này khác nào mò trăng đáy biển, bắt bóng ở trong gương. Nhưng cũng đành vậy, chứ biết làm sao bây giờ. Chàng bận thần hỏi: Chưởng môn nhân không biết đích xác hành tung của lão ư? Sự thật là như vậy, nhưng bản tòa đã hứa lời ra sức, dĩ nhiên là phải tận tâm. Khi nào biết được hành tung của Tam Mục lão tiền bối sẽ thông tin cho Lã Vân Đà chúa hay, có tiện chăng? Lã Hữu Tính đỡ lời: Thiếu hiệp, như thế là phải. Cam Đường không sao được, đành phải gật đầu. Chàng cũng biết rằng Dân Hán Nhất Ngạc nói như vậy không chắc đã là sự thật, nhưng chàng không còn biện pháp nào khác hơn nữa. Từ lúc chàng xưng danh, cứ diễn biến này mà suy luận thì dường như hãy còn có điều chi ám muội. Sự giao thiệp giữa hai bên vẫn còn điều khách khí. Chàng kết luận việc này cần phải quay về hỏi thủ tòa trưởng lão bản môn cho biết rõ sự tình, thì may ra công cuộc hành động của mình mới có hiệu quả được. Giảng bối xin cáo từ, mong rằng chưởng môn nhân tha thứ cho cái tội đã đường đột đến quấy nhiễu. Cái bàn phân đà chúa Lã Hữu Tính cũng đứng lên theo. Dân Hán Nhất Ngạc không có ý lưu khách lại, cũng đứng dậy chắp tay nói: Chúng ta cứ thế mà hành động, xin thứ cho bản tòa không tiến chân được. Cam Đường cùng Lã Hữu Tính cáo từ rồi lên đường. Đi một quãng xa thì Cam Đường dừng bước lại hỏi: Lã đà chủ, xin đà chủ chiếu cố cho tệ hữu, xin cáo từ. Điều đó bất tất thiếu hiệp phải băn khoăn. Có điều nếu phàn chưởng môn đưa tin tức về Tam Mục lão nhân thì... Cam Đường ngắt lời: Tại hạ sẽ có người liên lạc. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau. Lã Hữu Tính từ biệt rồi đi. Cam Đường vẫn hoang mang như người mất của. Chàng quay lại nhìn khu thung lũng một lần nữa, toàn cất bước đi thẳng. Đột nhiên có tiếng người gọi: Thi Thiên Đường, đừng có chạy nữa. Cam Đường nghe tiếng gọi giật mình, nhìn về phía phát ra thanh âm thì thấy Bạch Y thiếu niên đang đứng ngoài ba trượng, vẻ mặt lầm lì, gã đã chờ ở đây từ trước rồi. Cam Đường vừa thấy mặt của Bạch Bào thiếu niên, trong đầu óc của chàng lại cảm thấy gã là người quen. Chàng châu mày hỏi: Tiểu hữu có điều chi dạy bảo? Bạch Y thiếu niên đảo mắt nhìn Cam Đường bằng một ánh mắt hằn học. Gã lên tiếng đáp: Chả có điều chi hết, ta chỉ muốn lãnh giáo mấy chiêu tuyệt học của phái Thiên Tuyệt. Cam Đường sửng sốt hỏi: Phải chăng tiểu hữu là thiếu môn chủ của phái Đồng Bách? Không phải. Cam Đường lại càng nghi hoặc, không hiểu thần thế của đối phương ra sao. Chàng thản nhiên hỏi: Cách xưng hô của tiểu hữu thế nào đây? Cái đó vô ích, bây giờ là lúc mạnh sống yếu chết. Cam Đường sửng sốt hỏi: Sao? Quyết đấu trí mạng ư? Đúng thế. Tại sao vậy? Chẳng tại sao cả, ta thích như vậy đó. Nhưng ít ra tiểu hữu cũng phải cho ta biết là lý do chứ. Ta không nói thì sao? Tại hạ không động thủ với tiểu hữu đâu. Ngươi sợ rồi có phải không? Tiểu hữu muốn nói sao thì nói, tại hạ không để tâm. Ngươi thật là ngông cuồng mà. Ngươi nhất định phải nói rõ lý do mới động thủ ư? Phải, đúng như vậy. Bạch Y thiếu niên ngẫm nghĩ một lúc rồi nghiến răng hỏi: Ngươi có biết Lâm Dân là ai không? Cam Đường lại càng không hiểu hỏi: Quen biết chứ, vậy thì sao? Ngươi hãy nghe cho rõ đây. Ta tên gọi là Lâm Bằng, Lâm Dân là tỷ nương của ta. Bây giờ ngươi rõ lý do động thủ rồi chứ? Cam Đường tỉnh ngộ lẩm bẩm: À, thế ra gã là em của Lâm Dân. Thảo nào mình trông rất quen mặt, thì ra mặt gã giống như Lâm Dân. Cứ tình trạng này mà suy thì giữa phái Đồng Bách và Kỳ Môn có sự quan hệ mật thiết.
Chẳng trách mình vừa xưng tên thì đối phương đã có phản ứng mãnh liệt rồi. Phái Đồng Bách đã có liên quan với phái Kỳ Môn thì dĩ nhiên có liên quan đến Ma Mẫu. Cam Đường nghĩ tới đây thì sát khí lại nổi lên. Nhưng phái Kỳ Môn có tham dự vào vũ quyết thánh thành hay không, chàng chưa có gì để chứng thực được. Vậy chàng không thể hành động một cách mạo muội. Nghĩ tới đây, làn sát khí trên mặt của chàng cũng từ từ dẹp xuống. Rồi chàng nhớ tới Lâm Dân, nghĩa nặng tài non, tình sâu như biển. Và chàng có hàng trăm lý do để không động thủ với Lâm Bằng. Lâm Bằng tiến lại gần, khí thế rất hăng hái nói: "Nào, động thủ đi." Cam Đường lắc đầu đáp: "Ta không động thủ với người đâu." "Tại sao vậy?" "Vì ta nghĩ đến thư thư của người." "Bất tất phải thế, sớm muộn gì thư thư của ta cũng giết ngươi mà." Cam Đường nhăn nhó cười nói: "Đó là chuyện khác, bây giờ chưa nói tới. Ta tưởng thư thư của ta giết ngươi cũng như ta hạ thủ mà thôi. Nhưng ta không muốn động thủ với ngươi. Trừ phi ngươi ưng chịu một điều kiện thì ta mới tha cho." "Điều gì?" "Ngươi phải cho ta biết chỗ của tổng đàn Thiên Tuyệt Môn." Cam Đường suýt nữa bật lên tiếng cười: "Thật là nghe con không biết sợ cọp, nên mới nói ra những điều không biết trời cao đất dày là gì. Quả nhiên Cửu Tà Ma Mẫu và Kỳ Môn Lệnh Chúa đều có mưu đồ như vậy. Nhưng ở miệng Lâm Bằng thốt ra thì lại là một câu nói khoác đáng buồn cười." Chàng liền lên tiếng hỏi lại: "Ngươi tưởng bức bách ta như thế được sao?" Lâm Bằng trợn mắt lên quát: "Thế thì ngươi phải động thủ. Ngươi muốn liều mạng hay sao hả? Nếu ta không chết thì quyết chẳng chịu thôi." Cam Đường lại nói: "Nhưng ta không muốn hạ sát ngươi thì sao? Ngươi nói khoác thế mà không biết nhục sao? Đừng có rườm lời nữa, để sự thật chứng minh điều đó đi." "Nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta." "Gã họ Thi kia, ngươi tưởng nói mấy câu khoác lác như vậy là hăm dọa được bản thiếu môn chủ phải rút lui hay sao?" Dù sao Cam Đường cũng chưa lớn tuổi, chàng không dẹp được sự tức giận ở trong lòng. Chàng hắng giọng rồi hỏi lại: "Không động thủ không được hay sao hả?" "Nhất định là thế, vậy ngươi ra tay đi." Lâm Bằng tức giận phóng ra một chưởng. Chưởng lực của gã kỳ bí tuyệt luân, mãnh liệt kinh hồn, lại nhanh như điện chớp, nhằm điểm vào ba huyệt đạo ở trước ngực và bụng của Cam Đường. Cam Đường giơ hai tay lên, nhưng không hiểu chàng nghĩ sao lại buông xuống. Chắc chàng nghĩ mình thiếu nợ của Lâm Dân rất nhiều, kiếp này lo trả chưa xong, lại còn sát hại em của nàng thì sao nỡ đành lòng. Võ học của phái Thiền Tuyệt chỉ có công chứ không có thủ. Khi chàng đã ra tay, trừ phi đối phương bản lãnh hơn mình, không thì chẳng chết tất cũng bị trọng thương rất nặng. Cam Đường còn đang ngẫm nghĩ thì binh một tiếng, phát chưởng đánh trúng ngực của Cam Đường khiến cho chàng phải lùi lại. Chàng cảm thấy khí huyết nhộn nhạo thì ngấm ngầm kinh hãi cho bản lĩnh ghê gớm của thiếu niên. Nếu võ học của chàng không đến chỗ kỳ bí thì khí huyết vận hành theo lối thông thường, chắc thì phát chưởng này có thể làm cho chàng mất mạng rồi. Lâm Bằng cũng giật mình kinh hãi vì phát chưởng của gã đánh tới không làm ngã được đối phương. Gã thộn mặt ra một lúc rồi hỏi: "Sao ngươi không đánh trả ta?" Cam Đường chậm rãi đáp: "Vì ta nể mặt thư thư của ngươi." Lâm Bằng tức giận nói: "Ta không cần ngươi nể nang gì hết." Cam Đường lạnh lùng đáp: "Ta có cần ngươi lãnh thụ mối nhân tình đó đâu. Ngươi tưởng không đánh trả lại ta là ta không giết ngươi ư? Ngươi cứ thử xem có được không. Tôi chưởng đây." Lâm Bằng với một tiếng quát vừa dung chưởng đánh vào đầu của Cam Đường. Nhưng thấy chưởng đến giữa đường thì đột nhiên đổi hướng đi chênh chết, đồng thời tay trái ra một chiêu vô cùng mau lẹ và kỳ bí. Chiêu thức này dù là một tay võ lâm cao thủ cũng khó lòng chống cự nổi. Cam Đường uốn người đi né tránh, chỉ khe chừng hạt thóc, phát chưởng của đối phương lại đánh vào quảng không. Lâm Bằng đã hai lần ra tay không ăn thua gì. Gã vừa thẹn vừa tức giận lùi lại một bước rồi quát lên: "Thi Thiên Đường, bản thiếu môn chủ dùng độc đây." Gã nói xong rồi hai tay giơ cao phất ra một cái. Cam Đường rung lên, chàng ngửi thấy một mùi thơm như hương xạ, sát khí bừng bừng. Chàng rung giọng hỏi: "Lâm Bằng, người bức bách ta phải giết người chăng?" Lâm Bằng lại vung tay lên, người của gã băng đi lùi lại hai trường. Kể ra thì võ sĩ chính phái không nên dùng độc, nhưng gã la lên trước rồi mới ra tay thì cũng không mất phong thể của con nhà võ. Cam Đường đã bao lần bị khốn khổ vì chất độc, cơ hồ như muốn mất mạng,
Chàng ghét cay ghét đắng kẻ dùng độc. Đang lúc căm giận, chàng hắng giọng một cái rồi giương tay ra chụp. Lâm Bằng kinh hãi kêu lên: "Ngươi không sợ?" Gã vừa kêu lên được nửa câu thì đã bị Cam Đường nắm chặt lấy. Gã nghiến răng nói: "Lâm Bằng, ta không muốn giết ngươi, nhưng ngươi bức bách ta đó." Lâm Bằng vẫn bướng bỉnh nói: "Ta đã bảo trước, nếu ngươi không chết thì ta phải mất mạng chẳng có chi là lạ. Nhưng ta hỏi ngươi, chất độc dân hương trị mã của bản môn trăm lần dùng đều trúng cả trăm, mà sao ta phóng ra hai lần ngươi vẫn không ngã vậy?" Cam Đường chợt tỉnh ngộ, vì ở trong mình của chàng có viên tích độc châu mà nữ quái Hồng Nhan Bạch Phát ở trong hang núi Thái Hàn đã cho chàng mượn, nên chất độc không làm cho chàng ngã ra được. Chàng cười lạc đáp: "Có xá gì thứ chất độc nhỏ mọn đó, ta chịu ngươi là giỏi, ngươi hạ thủ đi thôi." Khí phách anh hùng của gã thiếu niên này thật khiến cho người ta phải khâm phục. Hình ảnh của Lâm Dân lại lập lờ trước mắt của Cam Đường. Đột nhiên chàng buông tay ra rồi nói: "Ta đã bảo là không cần giết ngươi mà." Lâm Bằng tức giận gầm lên: "Gã họ Thi kia, ta không cần ngươi thi ơn với ta. Ngươi làm rồi, ta chỉ nghĩ tới thư thư của ngươi mà thôi. Thư thư ta cũng muốn giết ngươi đó. Đó là một chuyện khác, vì ta nợ nàng quá nhiều rồi. Ngươi bỏ qua cơ hội này, đừng có hối hận nha." "Hối hận cái gì? Ta sẽ giết ngươi bất cứ bằng thủ đoạn gì." Cam Đường thản nhiên đáp: "Lần sau gặp ngươi ta sẽ giết ngươi. Vậy bây giờ chúng ta đi thôi." "Khoan đã, ngươi hối hận rồi có phải không?" Cam Đường trầm ngâm một chút rồi nói: "Ta không biết nổi đến như thế đâu, nhưng ta có điều muốn hỏi ngươi đó." "Điều gì?" "Ngươi có biết hành tung của Tam Mục lão nhân không?" Lâm Bằng cười ha hả nói: "Thi Thiên Đường, té ra ngươi không giết ta là gì thế?" Cam Đường xua tay nói: "Không, ta không bức bách ngươi phải nói, thôi ngươi đi đi." Dứt lời chàng cũng trở gót đi luôn. Bóng trắng thấp thoáng, Lâm Bằng đã đứng trước mặt của Cam Đường, gã lên tiếng: "Khoan đã, sao vậy? Ta nói cho ngươi biết, sao bây giờ ngươi lại thay đổi chủ ý vậy?" "Dù ngươi có nói khích thì ta cũng không cần. Ta hãy gạt bỏ cựu hận sang một bên, mà coi ngươi cũng đáng là một tay võ sĩ. Ta nguyện ý cho ngươi biết, nhưng ta cảnh cáo trước cho ngươi hay, con người mà ngươi muốn kiếm đó cũng không có phải tử tế gì đâu." Cam Đường trong lòng phấn khởi. Chàng tính rằng nếu gặp được Tam Mục lão nhân là lập tức có thể biết rõ những vụ bí mật về mẫu thân. Nếu Lâm Bàn chịu nói chỗ ở của Tam Mục lão nhân thì đủ chứng minh lão dân hán nhất hạt Phàn Giang bảo mình sẽ giúp tìm kiếm hành tung của Tam Mục lão nhân chỉ là lời từ chối khéo. Cam Đường nghĩ vậy liền ôn tồn nói: "Ta ghi nhớ mối ân tình này của ngươi." "Ta không cần. Hai ta đã là kẻ thù một sống một chết thì tình trạng này vẫn không thay đổi được. Ta muốn bảo ngươi thì bảo thôi." "Vậy ngươi hãy nói ra đi. Ngươi đã gặp lão rồi đó." Cam Đường ngơ ngác không hiểu ra sao, chàng hỏi lại: "Sao? Ta đã gặp lão rồi ư?" "Đúng vậy. Gặp ở đâu? Ngươi có biết Tam Mục lão nhân là ai không?" "Ai?" "Chính ngoại công của ta đó." Cam Đường như nghe tiếng sét đánh ở bên tai. Chàng trợn mắt lên, lùi lại một bước dài, ở trong lòng vô cùng khích động. Chàng hỏi: "Tam Mục lão nhân là ngoại công của ngươi ư?" Lâm Bằng cười lạc và nói: "Thế nào, ta đã bảo ngươi là người đối với ngươi cũng chẳng có tử tế gì đâu. Ngươi nói thật chứ, ta gạt ngươi làm chi?" Cam Đường chẳng khác gì người sải chân ngã vào một thùng băng. Toàn thân của chàng lạnh giá. Tam Mục lão nhân là ngoại công của Lâm Bằng thì dĩ nhiên là phụ thân của Ma Mẫu, thật là một điều không bao giờ chàng nghĩ tới. Chàng lẩm bẩm: "Đúng rồi, mình đã gặp lão ở trong núi Đồng Bách. Ở trên trán của lão có một vết sẹo, trông tự như là một người có ba mắt vậy." Cam Đường nghĩ tới ma chưởng của Tam Mục lão nhân kềm chế được tâm thần của người ta thì lại rung lên bần bật. Giả tỷ lão dùng công lực đó để đối phó với địch nhân thì chẳng ai chống nổi. Chàng nghĩ rằng Tam Mục lão nhân có thể là tài chủ hung ở trong vụ quyết án Thánh Thành. Với bản lãnh của lão thì võ thánh phụ thân chàng cũng khó lòng thoát chết. Chàng cho như vậy là đúng. Cam Đường ngấm ngầm nghiến răng rồi hỏi: "Nam cung trưởng lão truyền tin cho mình bảo kiếm Tam Mục lão nhân để hỏi tin tức của mẫu thân, không biết y đã căn cứ vào đâu. Mình đã không phải là tay đối thủ của Tam Mục lão nhân, mà thân thế thì bộc lộ
khi nào cào cào nhảy vào đống lửa chứ để thiêu thân. Không hiểu trong vụ này còn có điều chi mắc méo hay là năm cung trưởng lão đã lầm lộn trong khi báo tin này. Tâm Đường hy vọng tìm tung tích của mẫu thân, ngờ đâu bây giờ lại bị thất vọng chua cay. Chàng biết nghĩ thế nào cũng không sao nghĩ ra được là vì lẽ gì mà năm cung trưởng lão lại bảo mình dò thăm tin tức của mẫu thân từ nơi tâm một lão nhân. Và chàng chỉ kết luận là lão đã lầm lỗi trong chuyện phán đoán, hay là lão không biết lai lịch chân tích của tâm một lão nhân. Lâm Bàn thấy Cam Đường thay đổi sắc mặt mấy lần, lặng lẽ hồi lâu, gã liền hỏi móc: Sao? Ta nói có đúng không? Cam Đường lơ đãng như không nghe tiếng. Màn kịch thảm tuyệt nhân hoàng, máu đổ chan hòa, hơn trăm thay người lại hiển hiện trong đầu óc của chàng. Ngoài cung dâm phụ Lục Tú Trinh cùng chàng, không còn ai sống sót. Vụ ma bài đã chứng minh hung thủ là cửu tà ma mẫu, không còn nghi ngờ gì nữa. Tâm một lão nhân và kỳ môn lệnh chủ thì chưa có gì chứng minh rõ ràng. Hoặc giả ngoài những người này ra còn có kẻ giúp cho mẹ con của mụ cũng nên. Hình ảnh của Lâm Dân lại hiện ra trước mắt của Cam Đường. Nàng đã mấy phen cứu mạng cho chàng. Cam Đường nghĩ tới đây thì bất giác buông một tiếng thở dài lẩm bẩm: Tạo vật an bài thật nhiều nỗi éo le, đưa người có mối thù sâu tựa bể vào bẫy ân tình bất diệt. Ân phải đền, thù phải báo. Dĩ nhiên Lâm Dân không thể ngồi nhìn bậc tôn thân của mình bị hạ sát, nên nàng đành lấy cái chết để giải thoát. Lâm Bàn lại nói: Thì Thiên Đường, nếu người muốn gặp tổ phụ của ta thì lại lên núi Đồng Bách. Nhưng ta nói thật cho người biết, người có muốn chết thì hãy lên đi, không thì tránh đi nơi khác là hơn. Tam Đường quát mát nói: Thôi ngươi đi đi, đừng để ta thay đổi chủ ý nữa. Lâm Bằng mái môi mấy lần, nhưng gã lại thôi, rồi băng mình chạy luôn. Bóng của Lâm Bằng vừa khuất hút thì lại có hai bóng người nhỏ nhắn nhảy giọt tới nói: Xin bái kiến thiếu chủ. Hai thị tỳ này chính là thị tỳ của Thái Phu Nhân, tên gọi là Lục Đế và Hồng Tượng. Nhị tỳ xuất hiện lúc này thật là một sự bất ngờ. Tam Đường nói: Miễn lễ, sao ngươi biết mà đến đây kiếm ta vậy? Lục Đế đáp: Bọn nô tỳ theo lời của gia nhân Ngọc Điệp bảo mách mới biết hành tung của thiếu chủ đến đây, quả nhiên là được gặp. Ồ, bẩm thiếu chủ, Thái Phu Nhân truyền tin mời thiếu chủ lập tức trở về địa cung. Cam Đường sửng sốt hỏi: Lại xảy ra chuyện gì vậy? Dạ tiểu tỳ không biết, vậy ta về ngay bây giờ. Cam Đường nhớ tới gã điên mà chàng còn gửi nơi ở đà chúa Lã Hữu Tính ở phân đà Đồng Bách Cái Bang. Miệng gã lẩm bẩm hai chữ thánh thành khiến cho chàng ngờ vụ này có điều gì đó vô cùng ghê gớm bí mật. Cam Đường nghĩ tới đây liền hỏi: Trong bản môn thì ai là người cao tay nhất về thuật kỳ quan vậy? Hồng Tường đáp: Thứ nhất là Thái Phu Nhân. Cam Đường lại hỏi: Ngoài Thái Phu Nhân ra còn có ai là khá nhất? Tổng quản Đông Phương Nhất Dương. Dưới nữa thì còn ai không? Tôn Diện Chúa ở Diện Chấp Pháp. Ồ, thế thì... Lục Đế lúc này xen vào hỏi: Thiếu chủ muốn hỏi làm chi? Dĩ nhiên là ta có việc. Hiện giờ những người ở bên ngoài ai là tay giỏi nhất? Nam cung trưởng lão cũng ngang với Trình Diện Chúa. Bọn tiểu tỳ đây cũng hiểu sơ qua, không hiểu thiếu chủ có điều chi truyền dạy. Tâm Đường ngần ngừ rồi đáp: Ta muốn chữa cho một người. Ai vậy? Hiện giờ chưa biết lai lịch của hắn. Thường thế của hắn ra sao? Hắn bị bệnh mất trí. Hắn phải chứng điên khùng ư? Tâm Đường gật đầu đáp: Đúng thế. Lục Đế lúc này châu mài nói: Chứng điên khùng là một bệnh rất khó trị ở trong y học. Ngoài Thái Phu Nhân và mấy tay cao thủ ra e rằng không ai chữa được đâu. Tâm Đường như sực nhớ ra điều gì, chàng lên tiếng hỏi: Vậy ta hãy về địa cung trước rồi sẽ liệu. Hai người đi đâu đây? Đương nhiên là phải theo thiếu chủ rồi. Vậy ta lên đường thôi. Cam Đường vì muốn tránh sự theo dõi của bạch bào quái nhân nên lại thay đổi sắc mặt. Ba người đi mấy ngày thì về đến Thiên Tuyệt địa cung. Cam Đường nhớ lại những cuộc tao ngộ trong vòng một năm nay, không khỏi đem lòng cảm khái. Chàng dùng thuốc phụ dung để khôi phục lại chân tướng rồi lật đật tìm đến phòng của Thái Phu Nhân. Cam Đường đang đi ở trên dải hành lang thì gặp một người áo vàng chạy đến đón chúc cầu vạn phúc rồi nói:
Tiểu chủ đã trở về, tỳ tử xin tái kiến. Người áo vàng này chính là Ngũ Nhược Lan, đã mưu diệt hành thích Tây Môn Tung ở Ngọc Điệp Bảo, nhưng chưa thành công thì đã bị thương. Nàng được thủ tòa trưởng lão Nam Cung Do cứu thoát rồi đưa về. Cam Đường ồ lên một tiếng rồi hỏi: Ngũ cô nương đấy ư? Ngũ Nhược Lan ngắt lời: Xin thiếu chủ kêu tỳ tử bằng Hoàng Mai. Hoàng Mai ư? Phải rồi, nhờ ơn thái phu nhân thu dụng dưới trướng và đổi tên là Hoàng Mai. Ồ, vậy thì hay lắm. Hiện giờ thái phu nhân... Cam Đường chưa dứt lời thì thanh âm của thái phu nhân từ trong nhà tiểu sảnh đã vọng ra: Đường Nhi, vào đây. Cam Đường khoa chân bước vào, nhìn thấy thái phu nhân đang ngồi tựa ở trên ghế an lạc. Chàng vội vàng quỳ xuống nói: Hài Nhi xin tham kiến mẫu thân. Ta miễn lễ cho, ngươi hãy ngồi dậy đi. Cam Đường đứng dậy tạ ơn, chưa kịp ngồi xuống ghế đã nhìn thấy vẻ mặt thái phu nhân khác trước. Chàng nhìn kỹ lại bất giác kinh hãi vô cùng. Mới có trong vòng mấy tháng ngắn ngủi mà thái phu nhân đã già đi rất nhiều. Những nét phong lưu tươi thắm ngày nọ hiện giờ đã biến mất hết. Cam Đường tưởng chừng như phu nhân biến thành một con người khác. Đầy mặt nhăn nheo, chàng nghĩ thầm: Thái phu nhân đã nghiên cứu rất tinh thông thuật trụ nhan, theo lẽ thì người không thể già mau đến như thế này được. Chẳng lẽ vì lý do này mà người triệu ta về cung ngay lập tức? Thái phu nhân thấy Cam Đường lộ vẻ kinh hãi, liền nở một nụ cười từ ái và nói: Hài tử à, ngươi hãy ngồi xuống đi. Dạ. Ngươi coi ta ngày nay với hôm ra đi có gì khác không? Mẫu thân, già đi nhiều rồi. Ta vốn dĩ là người già cả mà. Nhưng mẫu thân đã tinh thâm thuật trụ nhan. Thái phu nhân nở một nụ cười chua chát ngắt lời: Hài tử, bất luận là thứ võ công bí truyền nào cũng không thể vượt qua được mức tối đa của con người. Thuật trụ nhan tuy cướp quyền tạo quá, nhưng không thể phản lại định luật thiên nhiên là sinh lão bệnh tử. Thuật trụ nhan là một bí thuật về võ công, tuy giữ cho tuổi trẻ lâu ngày phải bị bệnh tật, nhưng rồi cũng không tránh khỏi bước tới chỗ cuối cùng của con người là tử vong. Nhưng người hãy nghe ta nói, thuật trụ nhan cùng võ công của bản môn phải nương tựa vào nhau để thành công. Về võ công ta chỉ được có 5 thành, mà về trụ nhan lại đến 10 thành. Thế là có chỗ phản bội nhau rồi, chênh lệch nhau, và ta đã liệu trước sẽ có ngày nay. Bạch Di và Tử Quyên nghe phu nhân nói vậy không khỏi động tâm cúi đầu xuống. Cam Đường ở trong lòng cũng nổi lên một trận bi thương. Chàng đang phiêu bạt giang hồ, được thái phu nhân thu làm nghĩa tử nên mới có ngày nay. Ơn đức ấy so tài trời biển. Bây giờ chàng thấy thái phu nhân tuổi già thất tán công lực thì ở trong lòng cực kỳ hồi hộp. Chàng nghẹn ngào nói: Mẫu thân, thuộc kỳ hoàng của bản môn Quán Tuyệt Võ Lâm, chẳng lẽ không có cách nào cứu vãn được ư? Thái phu nhân buồn rầu đáp: Thuốc không chữa được bệnh chết, Phật chỉ độ người hữu duyên. Y thuật của bản môn dù có cao đến đâu cũng không thể trái đạo trời được. Những công phu làm cho xương trắng có thịt, người chết sống lại chỉ là những lời tán tụng của người đời thôi. Nếu sinh cơ đã hết thì thần tiên cũng không thể cứu vãn. Nay ta tuổi đã ngoài 70 thì còn giữ dung nhan cho trẻ làm chi nữa? Cam Đường ở trong lòng có một ý nghĩ nhưng không tiện nói ra. Mặt của chàng lộ vẻ do dự. Thái phu nhân đã phát giác ra điều này, bà cười nói: Đây là mẹ con mình bàn việc nhà, ngươi có điều gì thắc mắc thì cứ nói đi. Hài Nhi nghĩ. Nghĩ điều chi? Hiện tượng này đưa đến hậu quả gì? Thái phu nhân thản nhiên đáp: Hài tử, ta già rồi, chết cũng chẳng còn non yếu gì nữa đâu. Cam Đường trống ngực đánh thình thịch, chàng run lên hỏi: Theo ý mẫu thân thì? Thái phu nhân thoáng lộ vẻ buồn rầu, nhưng bà trái lại tươi cười ngay và đáp: Hài tử, ngươi đừng có băn khoăn làm chi. Con người ta ai mà không đi vào cái con đường đó. Thời gian chúng ta ở với nhau còn được nửa năm nữa. Ta cảm tạ tổ sư linh thiêng khiến cho bản môn không đến đổi vì ta mà tuyệt tục. Cam Đường kinh hãi ngập ngừng hỏi: Nửa năm thôi ư?
Phải rồi, đúng nửa năm, tức là 180 ngày nữa. Bạch Di cùng Tử Quyên ngạn ngào, nói không ra lời. Hoàng Mai ở ngoài cửa cũng châu lệ tầm tã. Cam Đường tuy cố nén dạ bi ai, nhưng chàng cũng không ngăn nổi nước mắt trào ra. Tiểu sảnh đường tựa hồ bao phủ một làn mây mù thảm đạm. Bầu không khí trầm trọng, tưởng chừng như muốn nghẹt thở. Thái phu nhân lạnh lùng nói, ta không thích các người mềm lòng như vậy. Mọi người liền lao đi nước mắt, vẻ mặt hòa quản lại. Cam Đường như nhớ ra điều gì ngần ngừ hỏi, mẫu thân, mẫu thân vừa nói võ công cùng trụ nhang thì phải đi đôi với nhau, nếu không thấy là trái nguyên tắc võ học bản môn, có phải không? Đúng vậy, giả tỷ mẫu thân tăng bề công lực, liệu có phục hồi được chăng? Hài tử, người nói thế có ý là gì đây? Cam Đường vội đứng lên quỳ ngay xuống, nói bằng một giọng bi ai khẩn thiết, mẫu thân, ngày trước giả tỷ mẫu thân không vì hài nhi mà trút chân nguyên vào người sang cho hài nhi, thì đâu đến nỗi như ngày nay. Thái phu nhân vẻ mặt cực kỳ khích động, bà lớn tiếng ngắt lời, ta làm thế là đúng, ngươi đừng có nhắc lại nữa. Cam Đường dập đầu tận dưới đất, người run bần bật rồi nói, xin mẫu thân chuẩn cho hài nhi được hoàn lại công lực. Thái phu nhân đập bàn lớn tiếng mắng, nói càng, ngươi định để cho bán môn đi đến chỗ tuyệt tục hay sao? Nhưng hài nhi không muốn mình phải hối hận suốt đời. Hài tử, người có ý như vậy thì cũng như là ta được hưởng thụ rồi. Thôi, dậy đi. Bạch Di cùng Tử Quyên cũng chạy đến trước mặt. Toàn mở miệng thì Thái phu nhân đã nghiêm sắc mặt gạt đi. Các người không phải nói gì nữa. Có phải các người muốn hy sinh chân nguyên của mình cho ta hay không? Hãy nghe đây. Thuận lẽ trời là căn bản của con người. Ta quyết không có hành động trái với thiên đạo. Huống chi bây giờ đã quá muộn rồi. Dù có kỳ trân dị bảo cũng chẳng ăn thua gì nữa. Các người đứng dậy đi. Cam Đường biết là cơ sự không thể làm được, đành nén nỗi bi ai đứng dậy. Chàng nghĩ mình cùng ở với Thái phu nhân chẳng được bao lâu nữa. Lòng của chàng sinh ra một mối cảm xúc như tình cốt nhục. Thái phu nhân lại nói, hài tử, ta có một điều mong mỏi quá xa. Bà nói tới đây thì ngừng lại. Cam Đường hỏi ngay, mẫu thân có điều chi dặn bảo? Hài tử, những ngày ta còn sống, ta hy vọng ở ngươi ba điều. Xin mẫu thân nói ra. Thái phu nhân trầm tư một lúc rồi chậm rãi nói, điều thứ nhất là ta muốn được trông thấy ngươi báo thù cho nghĩa phụ cùng nghĩa huynh. Trong đầu óc của Cam Đường bỗng nổi lên một hình ảnh nữ quái hồng nhan bạch phát ở hang núi Thái Hằng. Nữ quái bảo chàng tìm ra hung thủ vụ quyết án Thánh Thành thì mụ sẽ cho hay người đã hạ sát nghĩa phụ và nghĩa huynh của chàng. Hung thủ vụ quyết án Thánh Thành, cả nhà của cửu tà ma mẫu. Chàng chỉ cần nói ra hết là biết hung thủ đã hạ sát nghĩa phụ và nghĩa huynh mình. Nhưng chàng lo nữ quái còn mưu đồ chuyện gì ám muội nữa chưa nói ra. Bây giờ đã đến lúc cần, chàng tưởng lo giải quyết vụ này cũng không khó lắm. Cam Đường vừa chăm chú nhìn Thái phu nhân rồi cương quyết đáp, mẫu thân, hài nhi thề rằng sẽ hoàn thành vụ này trong một thời gian ngắn. Sao? Ngươi làm được ư? Hài nhi chắc có thể làm được. Hài tử, ngươi đừng tìm lời an ủi ta nha. Vụ này không thể miễn cưỡng được. Mấy chục năm, đệ tử của bản môn tiếp tục dò thám, không lúc nào mà ngưng cả. Đến nay vẫn chưa tìm ra được tin tức gì hết. Mẫu thân, hài nhi nói thế là có căn cứ, chứ không phải chuyện vu vơ để an ủi mẫu thân đâu. Thái phu nhân lộ vẻ phấn khởi, nhưng bà vẫn chưa tin chắc liền hỏi, ngươi tìm ra manh mối thật rồi ư? Chính vậy. Người thử nói ta nghe. Cam Đường liền đem chuyện gặp gỡ nữ quái ở trong núi Thái Hằng thuật lại. Thái phu nhân nhăn tít cặp lông mày, bà nghi hoặc nói, khắp dãy núi Thái Hằng chẳng có chỗ nào là không có vết chân của đệ tử bản môn, mà sao tuyệt không ai phát giác ra nữ quái này? Vụ quyết án Thánh Thành có quan hệ gì đến mụ? Điều kiện của mụ nêu ra thật là kỳ dị. Hài nhi cũng nghĩ như vậy. Ồ, hay là mẫu thân nghĩ tới điều chi? Mẹ ruột có hài tử không biết lạc lõng nơi đâu hay là... Cam Đường không khỏi chấn động. Đúng thế, chính chàng phải nghĩ đến điều này trước nhất mới phải. Trừ mẫu thân chàng ra thì còn có ai lại cố gắng điều tra cho ra hung thủ ở vụ án quyết thành chứ? Cam Đường đứng thộn mặt ra. Chàng ôm lại dung mạo của nữ quái hồng nhan bạch phát,
rồi muốn lập tức động thân đi ngay. Chàng càng nghĩ càng thấy mình đi gần đến sự thật. Thái phu nhân lại nói: "Hài tử, đó là ta đoán thế thôi. Biết đâu ở bên trong chẳng có điều gì ngoắt ngoéo. Vậy người hãy cẩn thận tìm đủ bằng chứng, chớ có hành động hấp tấp nha. Trước khi chưa tìm được bằng chứng xác thực thì đừng có tiết lộ thân thế của mình. Hài nhi nên luôn luôn nhớ rằng mình chỉ sơ sót một chút là có thể gặp hậu quả vô cùng tai hại đâu." Hài nhi xin kính cẩn tuân lời từ quấn. Miệng của chàng nói vậy nhưng trong lòng đã nắm vững quá nữa, đó là sự thật. Thái phu nhân lại nói: "Điều thứ hai, ta hy vọng ngươi giải quyết được mối quyết cựu ở trong nhà của ngươi." Cam Đường nghiến răng đáp: "Mẫu thân, vụ này chẳng còn xa là mấy." "Ồ, ngươi cũng tìm ra được manh mối rồi ư?" "Đúng thế." Chàng đem chuyện ma bài mất đi lấy lại, thuật hết đầu đuôi qua một lượt. Hung thủ đúng là cửu tà ma mẫu rồi. Còn Tam Mục lão nhân và Kỳ Môn lệnh chủ có thể là đồng phạm trong vụ này, hoặc giả còn người khác giúp sức nữa cũng không chừng. Vụ này chỉ chờ thêm kết quả tối hậu thôi. Thái phu nhân xúc động nói: "Ngày trước lệnh tôn là võ thánh Cam Kính Nghiêu, một mình đã giao đấu với 10 mẹ con của cửu tà ma mẫu, giết được lục tà, đâm ma mẫu bị thương mà gây nên tai họa. Nhưng bản lãnh của ma mẫu cùng 3 tên tà tử sống sót có lẽ không đủ để gây nên vụ quyết án thánh thành đâu. Tam Mục lão nhân đã là cha của ma mẫu thì rất có thể lão chính là hung thủ, hoặc giả phải có tài bản lãnh cao hơn. Tam Mục tham dự vào, hài tử, công lực của người hiện nay chưa đủ để báo thù đâu." Về điểm này Hài Nhi đã biết rõ. "Hài Nhi có biết ta kêu ngươi về cung có mục đích gì không?" Hài Nhi biết rồi. "Được lắm, nếu người tu luyện xong toàn bộ thiên tuyệt võ công thì chẳng những báo ơn trả thù được mau lẹ mà còn trở nên một tay cao thủ đặc biệt trong võ lâm nữa đó. Hài Nhi ngoài việc báo thù chỉ mong trừ được tử thần để tránh quyết kiếp cho võ lâm giang hồ mà thôi." "Ta khen hài tử là người có chí khí, dưới cái ổ lật nhào thì không còn một quả trứng nào toàn vẹn đâu, có phải như thế không?" Hài Nhi còn có một việc chưa rõ. "Việc gì?" "Nam cung trưởng lão nhắn tin cho Hài Nhi hỏi dò tin tức của gia mẫu ở nơi Tam Mục lão nhân, không hiểu y căn cứ vào đâu vậy?" Thái phu nhân châu mài nói: "Thế thì kỳ thật, trong võ lâm chưa từng nghe ai nói đến Tam Mục lão nhân là cha ruột của ma mẫu, mà Kỳ Môn lệnh chủ lại là chị em với ma mẫu cũng là một chuyện kỳ bí khó hiểu. Còn việc Nam cung trưởng lão bảo ngươi thăm dò tin tức lệnh đường ở nơi Tam Mục lão nhân là gì, trước khi xảy ra vụ quyết án thánh thành thì lão ta vẫn ra vào tự nhiên ở trong nhà Hài Nhi, không bị ngăn cấm chi hết, còn có người bảo lệnh đường là đồ đệ của lão nữa." "Ồ." Tâm Đường tuy bây giờ đã rõ nguyên nhân nhưng vẫn chưa hiểu trong vụ này có điều chi khuất khúc, dường như nội vụ còn lắm điều phức tạp. Tâm Đường lại nhớ đến gã điên mà bọn Ngọc Điệp Bảo kêu bằng số 5. Miệng của gã lảm nhảm: "Võ Thánh, Võ Thánh." "Gì gì đó là nghĩa làm sao?" Những lời nói của gã không phải là hoàn toàn vô ý thức. Trong ký ức của con người thường vẫn in sâu những ấn tượng không bao giờ tiêu diệt được. Nghĩ tới đây Cam Đường buộc miệng hỏi: "Mẫu thân, chứng bệnh thần trí bị mê loạn có thể trị được không vậy?" "Có thể chữa được nhưng khó hơn các bệnh khác. Hài Nhi hỏi đến làm chi?" "Dạ, có một gã điên mà bản lãnh rất cao cường." Miệng của gã lẩm bẩm những câu gì dường như có quan hệ đến vụ quyết án tại thánh thành. Hài Nhi đã gửi tạm gã cho phân đàn Đồng Bách thuộc cái bang trong nom giùm và có ý muốn chữa cho gã khỏi chứng điên đó. Thái phu nhân ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Muốn chữa chứng điên cần phải cho thuốc uống và thi hành thủ thuật. Vụ này hãy tạm thời gác lại. Công việc cấp bách trước mắt là Hài Nhi phải tiếp tục luyện cho xong thiền tuyệt võ công. Chắc Hài Nhi cũng biết cái dụng ý của ta về việc này rồi." "Dạ, Hài Nhi hiểu rõ." "Được lắm. Bữa nay Hài Nhi hãy nghỉ ngơi và ngày mai sẽ bắt đầu đóng cửa luyện tập." Hài Nhi xin kính cẩn tuân theo mệnh lệnh của mẫu thân. "Bây giờ ngươi có thể tùy tiện được." Cam Đường nói:
Mẫu thần bảo có ba nguyện vọng mà mới thấy chỉ có hai. Ồ, còn nguyện vọng thứ ba là ta mong được trông thấy hài nhi lên giữ chức trưởng môn bản phái. Cam Đường bất giác xa lệ, đó là những giọt nước mắt cảm kích. Chàng lên tiếng hỏi: Mẫu thân, không hiểu hài nhi có đương nổi trọng trách đó không? Có thể được lắm. Hài nhi ráng hết sức hoàn thành hai điều mong muốn của mẫu thân, để mẫu thân khỏi thất vọng. Hài lắm, hài lắm. Cam Đường cáo từ, thái phu nhân trở về phòng riêng của chàng. Tại đây các diện chúa hộ pháp chấp sự lục tục đến vấn an. Chàng là người thừa kế chức trưởng môn sau này, chỉ hàn huyên mỗi người vài câu mà cũng mất hàng giờ. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau Hoàng Mai đã dâng lệnh của thái phu nhân đến dục Cam Đường vào nhà mật thất đóng cửa lại để mà lo tu luyện. Cam Đường gạt bỏ hết tất cả các tạp niệm, không nghĩ gì đến ân oán tình cừu nữa, mà bắt đầu để hết tâm trí vào chuyện tu luyện hai đoạn cuối cùng của Thiên Tiệt Võ Công. Đoạn thứ 9 không có một chiêu thuật hay là một thủ pháp gì, mà chỉ nói về những chỗ quyền diệu khó khăn của tâm pháp tối cao. Mục đích của thiên này là để dung hợp những môn đã học được ở các thiên trên. Cam Đường bỏ ăn bỏ ngủ cố công rèn luyện, chàng cũng không còn nhớ gì đến ngày giờ nữa. Đầu óc của chàng hoàn toàn đắm đuối vào những tâm pháp kỳ diệu cổ kim chưa từng nghe thấy. Dần dần chàng hiểu ra rằng chương thứ 9 mới là cốt tủy của Thiên Tuyệt Võ Công. Tất cả những chưởng chỉ thân pháp hoàn thành trong 9 đoạn mới phát huy được quy lực, tinh khí, tâm thần hợp nhất là một, cũng như họa một con rồng tinh thần ở chỗ là điểm nhãn. Cam Đường tiến vào một lãnh vực mới, lãnh vực thượng thừa trong võ đạo. Võ học của phái Thiên Tuyệt có công mà không có thủ, quan niệm đó đã bị lật ngược lại trong đoạn này. Chỉ mấy câu khẩu quyết đã đủ cải tiến những tất cả võ học mà trước kia chàng đã học qua. Thế là võ học của phái Thiên Tuyệt có cả công và thủ. Có điều thế thủ nằm ở trong thế công. Cam Đường thật không ngờ trong thiên hạ lại có môn võ học tinh thâm hoàn bị đến như vậy. Đồng thời chàng hiểu ra rằng những điều mà mình học được từ trước trên thực tế chỉ là những môn công phu cơ bản. Bây giờ Cam Đường mới hiểu gần đây Bạch Bào Quái Nhân cùng lão già Khô Đét tỷ đấu với nhau, cả hai đều là những tay cao thủ của võ đạo, công thủ chỉ trông cậy vào ý chí tu luyện của bản thân. Cam Đường không biết mình đã mất bao nhiêu thời gian rèn luyện, nhưng chàng cũng ý thức được rằng mất khá nhiều ngày giờ rồi, vì chàng thấy lương khô đã mốc lên. Cam Đường luyện đến đoạn thứ 9 rồi bắt đầu luyện đoạn cuối cùng. Đoạn này càng cao thâm hơn nữa. Chàng nhận ra rằng nếu muốn luyện thành môn thần công sắt thép chém không vào thì ít ra thì phải mất 10 năm trở lên mà chưa chắc đã thành công. Chàng suy đi tính lại rồi quyết định hãy tạm gác lại đoạn cuối cùng, vì mình không thể chờ 10 năm nữa mới trở lại giang hồ. Cam Đường cảm thấy cực kỳ phấn khởi. Chuyến này góp mặt trên giang hồ, chàng quyết ý đến đền ơn trả quán, hoàn thành chí nguyện bình sinh. Hào khí ở trong người đã nổi lên bừng bừng. Thoạt tiên chàng nghĩ đến ba nguyện vọng của thái phu nhân. Vì sinh mạng của bà không còn bao nhiêu lâu nữa, nên chàng cần phải hoàn thành trước để mong báo đền ơn đức trong muôn một. Đột nhiên có tiếng sát phạt lọt vào tai của chàng. Chàng giật mình kinh hãi tự hỏi: chẳng lẽ lại có người xâm nhập vào địa cung? Nơi đây ở tận dưới lòng đất, từ ngày thành lập môn phái cho đến giờ chưa một người ngoài nào đặt chân vào được, vậy tiếng sát phạt này từ đâu mà ra? Cam Đường ở trong lòng cực kỳ nóng nảy. Chàng khoa chân bước mau, tiếng sát phạt mỗi lúc một rõ hơn. Đầu đường hầm này có một cánh cửa gỗ, nói cho đúng hơn đây là một tấm bình phong. Tấm bình phong vừa mở ra thì một bóng người đẫm máu nhảy sổ vào. Cam Đường hỏi: ai đó? Bóng người đó té quỵ xuống. Cam Đường nhìn lại thì không khỏi sợ run lên, vì người đó là một trong năm ả thị tỳ có tên gọi là Bạch Di. Chàng vội hỏi: Bạch Di, có chuyện gì vậy? Tử thần. Sao, tử thần ư? Bạch Di đã ngất đi rồi. Bầu máu nóng của Cam Đường sủi lên sùng sục, sát khí ngất trời. Bạch Bào Quái Nhân đã vào tận Thiên Tuyệt Địa Cung hạ thủ. Chàng không kịp nhìn kỹ xem Bạch Di còn sống hay chết, vội lấy một viên Dạng Ứng Đan nhét vào miệng của ả rồi nhanh như chớp bắn người ra ngoài.
Trong trường đấu lúc này đang diễn ra một trận chiến kinh tâm động phách. Kiếm khí tung hoành rít lên gieo déo, năm người chọi hai mà bị dồn vào thế bí không phản công được chút nào. Đây là lần đầu tiên Cam Đường phát hiện ra bạch bào quái nhân có thủ hạ tham chiến. Tiếng quát tháo lẫn tiếng rú thê thảm của hai bên vọng lên, làm cho chiến trường tựa hồ như nổi cơn bão táp mưa sa, và không biết có bao nhiêu địch nhân đã xông vào địa cung. Tiếng rú thê thảm phát ra là do một trong ba tên chấp sự đã bị bạch bào quái nhân chém đứt nửa cánh tay, ngã lăn ra đất nằm ở ngoài đó một trượng. Một vị hộ pháp đánh nhau với một kiếm thủ áo trắng xem chừng cũng đã sắp đến lúc chống đỡ không nổi. Cam Đường tức giận, hai mắt đỏ ngầu, lớn tiếng quát: "Dừng tay!" Tiếng quát của chàng khiến cho người nghe phải vỡ mặt, rách cả màng tai. Hai bên đang giao đấu đột nhiên thu chiêu lui trở về ngoài vòng chiến. Hai vị hộ pháp cùng hai tên chấp sự chưa bị trọng thương kính cẩn hô lên: "Thiếu chủ!" Hai gã kiếm thủ che mặt mặc áo bào trắng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Một trong hai gã cất giọng âm trầm nói: "Thiếu chủ, ngươi là thiếu chủ Thiên Tuyệt ư? Thế thì hay lắm." Nhưng rồi gã lại bị chặn họng không nói thêm được nữa. Gã bị cặp mắt thần của Cam Đường làm cho khủng khiếp. Cặp mắt này như cặp dao sắc, lại tự như ánh chớp khiến cho tâm hồn của gã bị dao động hoảng hốt. Cam Đường dương ánh mắt lên nhìn trừng trừng vào hai gã. Chàng cất bước tiến lại, môi của chàng mím lại, sát khí đằng đằng. Hai kiếm thủ áo trắng đứng trơ ra như hai pho tượng đá, mũi kiếm trở xuống đất, dường như là hai gã quên cả mình đang động thủ, mà cũng quên là phải chạy trốn. Một lực lượng vô hình đã kiềm chế toàn thân của tâm thần của chúng rồi. Cam Đường giơ bàn tay lên một cách nhẹ nhàng, hai tiếng rú khủng khiếp vang lên, hai gã kiếm thủ áo trắng đã ngã lăn ra chết liền. Ba tên chấp sự cùng hai vị hộ pháp cũng trợn mắt lên đứng ngây người ra như cây gỗ. Cam Đường giơ tay lên không ngoắc một cái, tấm khăn che mặt của hai gã kiếm thủ áo trắng đã bị rớt ra liền, để lộ một khuôn mặt đứng tuổi rất nhanh nhẹn. Chàng hỏi: "Các người có nhận ra được chúng hay không vậy?" Quý thính giả thân mến, Quyết thiếp Vong Hồn Ký phần thứ 20 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần 21 tiếp theo. Xin tạm biệt.